các chị, ai đang tìm kiếm cho mình một cái mẫu đầm đi tiệc nè, những cái mẫu đầm dạ hội thật là xinh để mình đi dự những cái buổi tiệc mà cần sự quan trọng và hoành tráng á, thì các chị có thể chọn ngay cái mẫu đầm em đang mặc trên người nha. Và cái mẫu em đang mặc trên người này là kiểu đầm dạ hội các chị, chất liệu vải cũng như là cái form dáng kiểu cách rất là xinh luôn. Các chị có nhìn thấy không, cái phần dưới của cái đầm em đang mặc trên người nè, nó là bằng vải von lưới rất là nhiều lớp luôn, nó xòe tạo cho một cái độ phồng rất là đẹp nha các chị. Lại gần cho mọi người xem nè, đó, họa tiết của cái lớp vải von này nó sẽ đính kim tuyến hình ngôi sao nè, hình cái con san hô cho các chị nhìn rất là xinh ha, sao biển đây các chị thấy không, dễ thương lắm luôn, mặc lên lấp lánh nhìn lung linh cực kỳ ha. Và phần phía trên của cái thân áo thì nó sẽ là cúp ngực cho các chị, có mút ngực sẵn luôn, và trên đây sẽ có một cái lớp lưới bọc ở bên ngoài và đính các cái hạt ngọc trai. Đây các chị thấy không, đính các hạt ngọc trai cho các chị nha, tạo điểm nhấn cho cái đầm này rất là nhiều luôn. Và đầm em đang mặc trên người thì nó sẽ có hai màu, một chút xíu nữa em sẽ chuyển màu cho các chị coi. Em phối một cái túi xách nè, một cái dây thắt lưng, cái này là bên em phối vô cho nó không có đi kèm với cái đầm nha các chị nha, dễ thương ha. Mình mặc đi tiệc cũng được, đi chơi, nói chung là các chị mà mặc cái này đi tiệc thì chắc chắn sẽ rất là nổi bật, có thể nổi bật nhất trong bữa tiệc luôn. Bây giờ em sẽ chuyển sang cái màu khác, màu này là màu vàng phối trắng nha các chị nha. Rồi đợi em một chút xíu thử hai cái màu còn lại cho các chị coi luôn. Rồi đó các chị, màu còn lại nè, màu em đang mặc trên người là màu đen với lại màu trắng, và họa tiết của nó là màu vàng nha các chị nha. Màu vàng cái này là có nhũ, mặc lên nhìn rất là xinh luôn các chị, nhìn lung linh hẳn luôn ha. Các chị mặc buổi tối tuy là màu đen nhưng mà nó cũng rất là nổi bật. Hoặc là các chị có thể mặc cái màu này và cái màu kia, hai màu đó các chị, màu cam với lại là cái màu nãy là màu em màu đang mặc là màu đen với lại cái màu nó hơi hồng hồng một tí xíu ha. Màu nào mà cũng xinh hết trơn á, và kiểu cách cũng y chang luôn. Ở đây nó sẽ phối cái hạt ngọc trai các chị nè. Nếu như mà các chị không có thắt lưng này nè thì các chị mặc phối với lại cái thắt lưng khác, hoặc là các chị có thể là không phối cũng được. Tại vì cái đầm này co giãn rất là mạnh nha các chị nha. Ngay phần eo nó co giãn rất là mạnh. Bây giờ em tháo ra cho các chị coi cái phần eo của cái đầm này nè. Khi các chị mặc khoảng hơi nhiều ký ha, hoặc là cái vòng eo của mình nó lớn á, thì các chị có thể mặc cũng vừa luôn, rất là thoải mái, nó không có bị bó bụng nha các chị nha. Đây nè các chị, vòng eo của cái đầm nè, đây các chị thấy không, co giãn rất là nhiều ha. Ví dụ như chị nào mà đang có em bé thì các chị mặc cái đầm này cũng được, không sao hết. Tại vì cái phần eo nó co giãn, cộng với lại cái phần dưới này nó xòe luôn, nó che được khuyết điểm cho các chị rất là nhiều. Rồi vòng eo nè, đây các chị thấy không, 80 mấy 90 thì em nghĩ mặc vẫn vừa luôn. Chất vải nó co giãn, phần trên co giãn, phần eo co giãn, và phần dưới này che khuyết điểm ha, dễ thương cực kỳ. Và một cái đầm như thế này và giá cũng rất là mềm luôn. Em để ngay mã sản phẩm phía dưới ha. Chị nào mà ưng cái mẫu này thì gửi ngay mã sản phẩm cộng với số điện thoại cho em nha. Hai màu cho các chị lựa chọn luôn ha. Rồi cảm ơn các chị.